Nhìn cái mặt con dượng màu vàng á. Em coi nó là con đực hay con gái hả? Cao Mỹ Thuận. Kha, dậy Kha ơi. Kha. 9h30 sáng, hiện tại là mình và bé Mở, Kha với lại Diệu cùng nhau đi ăn sáng. Thì Diệu có dẫn mình đi ăn một quán ở gần nhà. Thì một tô hủ tiếu ở đây chỉ có giá 13-14 ngàn thôi. Nhưng mà nhìn cũng chất lượng lắm các bạn. Thịt nhiều lắm luôn. Chỉ có 13-14 ngàn thôi. Một người đàn ông trưởng thành thì trong tô hủ tiếu lúc nào cũng phải có nhiều hành. Đơm. Hợp lý không? Ý mình phát hiện ở đây nước tương có bỏ hành phi. Khác nước tương ở trên Sài Gòn ha. Hủ tiếu Mỹ Tho lúc nào á, cái sợi hủ tiếu cũng dai. Và ăn vô nó sẽ ngon hơn sợi hủ tiếu bình thường. Các bạn ơi, đằng trước là Diệu, và Diệu ngày hôm nay có dẫn mình đi vô hái xoài. Nhưng mà khi mà vô vào bên trong đây á, thì mình thấy là ở miền Tây đang trong mùa hạn á, nên các bạn thấy là ở đây đất nứt luôn nè. Và không có nước để tưới, hoặc là rất là hạn chế luôn. Rất là khó khăn cho người dân miền Tây thời điểm bây giờ. Phía bên đây là thấy khô nhất nè. Bên đây bắt đầu dần dần khô thêm. Mấy phía trong mát á, thì nó mới mọc tốt thôi. Còn ngoài nắng kia xa xa là mấy cây gần như chết hết rồi. Ai đó giúp Kha đôn một cái đi. Đẩy chị Mở xuống. Bước qua coi chừng sập. Không, anh đã giỡn á. Anh giỡn vui. Xoài tứ quý. Xoài tứ quý ngon quá ha. Ngọt. Chua ngọt. Không cần phải chấm được đấy. Em thích ăn trái cây không cũng thích. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang đi tới trại rắn Đồng Tâm. Thì đó giờ mình nghe tên ở đây rất là nhiều luôn, nhưng mà chưa lần nào mình tới hết. Nên bây giờ mình sẵn thông đường, mình ghé thử coi ở đây như thế nào. Chỗ này có tên khác là Trung tâm nuôi trồng nghiên cứu chế biến dược liệu quân khu 9. Ở trong đây á, là có chế biến ra rất là nhiều loại thuốc đặc trị từ những loài rắn khác nhau. Giống như là những bà con nào đó bị rắn cắn vân vân gì đó thì có thể vào bên trong đây để người ta sẽ chữa trị cho. Thì cái khu này là của quân khu 9 nha các bạn. Ở phía bên tay phải của mình đây là ở ngay cái khu quân sự của quân khu 9 luôn. Còn bây giờ mình sẽ vào trong nha. Vé ở đây thì là 30 ngàn. Kha đang chụp hình mấy con rắn giả. Kha, mua rắn giả về cho anh Kha. Đúng. Bỏ trong buồng, bỏ nhà 80 người à. Kha vô khi tao cái giật mình chắc luôn. Nghe rồi. Ở đây có một khu nuôi chăn, nuôi cá sấu, căng tin. Thì hiện tại là mình đang ở cổng vào này nè. Và bây giờ mình sẽ đi vòng vòng tham quan. Có khỉ đó kìa. Có nhiều loài vật quá ha. Đi một vòng tham quan ở đây coi gì có gì đặc biệt nha các bạn. Nhìn cái mặt con dượng màu vàng á. Anh ấy giống Kha quá em. Kìa. Vượng. Ở đây có khu chăn nè các bạn. Rất là nhiều chăn khác nhau. Bé Na, có bé Na luôn. Hello bé Na. Trời ơi, da gì mà được vậy? Ủa con cò, phải con. Cò chứ nữa. Còn... Lần đầu tiên thấy con cò luôn mọi người ơi. Hồi giờ học bài có cò bay là bay là. Bây giờ thì mình sẽ vào bên trong khu bảo tàng rắn để xem thử coi bên trong có gì nha. Rắn chàm quạp nưa, rắn trung đĩa, rắn hổ mang, rắn hổ mèo. Ôi, con rắn này nhìn dữ quá ha. Ở dưới bụng nó có gai. Ủa, có nguyên con cọp luôn kìa. Em coi nó là con đực hay con gái hả? Rời khỏi trại rắn Đồng Tâm và bây giờ tụi mình sẽ trên đường đến thành phố Vĩnh Long. Nhớ nhấn like và chia sẻ để ủng hộ tụi mình nha các bạn. Còn bây giờ thì đi thôi nào. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt tại Grabrand, tỉnh Vĩnh Long. Thì trước mặt mình đây là cây cầu Mỹ Thuận, cây cầu rất là to. Và bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem nha. Cầu Mỹ Thuận. Hai giờ trưa và hiện tại là mình đang có mặt tại thành phố Vĩnh Long. Thì nãy giờ sau khi chạy 70 cây, gần 2 tiếng đồng hồ thì các bạn thấy là đầu tóc mình rối bời. Và bây giờ mình đang vào bên trong để nhận khách sạn. Thì phòng ở đây tụi mình book chỉ có giá là 250 thôi. Lên trên coi phòng nha các bạn. Làm giờ Kha? Em chạy 70 cây xong rồi em uống éo như con rắn luôn hả? Có máy lạnh nè. Em bị mắc cổ bé rộng á. Có tấm bồn luôn. Ủa sao hai cái giường mà một cái cao một cái thấp vậy mọi người? Chỉ một cái cho nhân viên á anh, còn một cái cho hai celeb. Ok, còn bây giờ thì mình sẽ nghỉ ngơi một tí và sau đó chiều nay sẽ đi chơi. 5 giờ 15 chiều. Nãy giờ thì tụi mình ngồi nghỉ ngơi ở trên khách sạn. Tối nay tụi mình sẽ cùng nhau khám phá ẩm thực ở Vĩnh Long. Các bạn ơi, hiện tại là mình đang có mặt tại địa chỉ 66 Hưng Đạo Vương thì phải. Thì ở đây có một cái quán lẩu tài có và mình sẽ để địa chỉ bên dưới nha. Và mình nghe nói là quán lẩu ở đây rất là ngon. Mỗi lần mà khi ghé Vĩnh Long đều phải ăn thử á, thì mình có ghé quán này để ăn thử luôn. Lần đầu tiên trải nghiệm xem thế nào nha mọi người. Cái lẩu này mình thấy rất là giống lẩu dê mà hồi còn nhỏ mình ăn. Tại vì nấu trên một cái nồi như thế này nè. Và cái son nho nhỏ xinh xinh thì ăn kèm này thì mình có thấy là có một chén tủy với lại ốc heo, bò viên và cá viên nữa. Bình thường nếu mà ăn lẩu dê thì chúng ta sẽ bỏ sa tế chung với lại chao và lấy những cái phần thịt này nè chấm. Thì rất là ngon luôn mọi người. Quán này theo phong cách của người Hoa. Tại vì mình đọc thông tin trên mạng là chú này hồi đó ở bên Trung Quốc á. Đầu tiên là thưởng thức cái nước lẩu chứ là. Thịt đó bạn, mềm, ngay, ngon lắm. Với lại nước ở đây á, thì quán làm rất là ngọt. Nhưng mà tức ở một chỗ là mở gấp cho mình một cục thịt rồi mình phải gấp cục khác mình thưởng thức. Ồ, lúc mà cắn vô cục thịt á, trời nó đã lắm các bạn. Nhưng mà ở đây mình nghe hình như là có vị the the của sả. Nói chung là làm rất là ngon. Kiểu mà giòn heo giả cày á. Đó giờ mình vẫn chưa ăn thịt cày nhưng mà mình cảm nhận được cái vị thịt ở đây xuất sắc mọi người ạ. Phần móng á là dành cho ai thích ăn mấy cái dai dai mà cặp cạp á, gần thì ăn phần móng. Đây là phần ốc nè mọi người, ốc heo. Ăn rất là bổ. Ăn ốc bỏ ốc. Ăn tủy thì chị đau lưng nhức mỏi. Chú kêu tao ăn hương ra hoa, thôi tao không dám ăn.